Chào mừng các bạn đến với kênh Team Mobile, kênh chia sẻ ứng dụng trò chơi thủ thuật hay dành cho điện thoại. Hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhớ nhấn vào cái chuông sát bên để nhận cái thông báo mới nhất từ kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với lại channel của mình ha. Trong cái video trước anh em có bảo mình rằng là chia sẻ cái app nào mà tăng tốc độ sạc pin nhanh cho điện thoại Android. Và mình cũng thể theo lời yêu cầu của anh em, mình cũng tìm và săn cho các anh em những cái app mà thu tốc độ sạc. Và mình đã săn được cái app này. Cái app có tên là Fast Charging. Và đây là app mới nhất, update là năm 2021. Và nó có cái bản rồ nữa. Và các anh em phải bỏ tiền để các anh em mua cái bản rồ đó. Còn nếu mà xài bản thường á thì nó quảng cáo rất là phiền. Do đó mình cũng tìm cho các anh em cái bản mod xấu quảng cáo luôn. Và mình sẽ chia sẻ trong cái video này ha. Link tải cái app này mình có để trong phần bình luận bên dưới video. Các anh em hãy kéo xuống phần bình luận bên dưới để nhấn vào cái link tải để tải về ha. Rồi ở đây là cái app có tên là Fast Charging, tăng tốc độ sạc nhanh, siêu nhanh cho điện thoại Android luôn ha, để chúng ta rút ngắn cái thời gian sạc lại để có những cái trải nghiệm trên điện thoại nó tốt hơn. Bây giờ mình sẽ cài đặt cái app này và mình sẽ mở nó lên xem nó có lỗi gì không ha, để test cho các em xem trước. Rồi, Fast Charging, chọn cài đặt nè. Cài đặt luôn ha. Đây là phiên bản RAW nha, Fast Charger RAW, và bản là bản mới nhất năm 2021 luôn ha. Rồi xong rồi, thoát ra. Đây Fast Charger nè, mình sẽ nhấn lên luôn. Đây là cái giao diện chính của cái ứng dụng Fast Charger Pro ha. Thì cái giao diện nó là như thế này, có cái thời gian sử dụng này, thời gian sạc nè và tình trạng sạc nè và cái ngõ sạc nè, cổng cắm sạc là USB và nhiệt độ pin hiện tại nè và tình trạng pin nè và hiện tại sạc ở nguồn điện là như thế nào. Đấy, và cái công suất của nó là hiệu điện thế như thế nào này, sức chứa này và công nghệ pin là như thế nào và cái model của mình là cái model gì. Thì nó sẽ hiện ra bên đây hết. Và đây là bản VIP ha, nó sẽ có hiện cái biểu tượng VIP ở đây này ha. Bản này không có tốn tiền, sử dụng thoải mái và nó có hỗ trợ những cái công cụ để tối ưu cho việc sạc nữa. Thì đây mình cũng nói sơ về tại sao chúng ta cần phải sạc nhanh ha. Bởi vì khi mà các em sử dụng điện thoại Android á, mà các em cắm nguồn và các em sạc, thì trong quá trình sạc á, điện thoại nó vẫn có những cái tác vụ chạy ngầm, chạy nền. Và những cái ứng dụng đó nó sẽ tiêu tốn những cái bộ nhớ của RAM và cũng như là nó làm cho CPU nó hoạt động tiêu thụ nhiều điện năng hơn ha, và làm cho điện thoại của mình nó nóng lên. Và việc nóng như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian sạc ha, làm cho điện thoại của mình nó sạc chậm đi. Và các anh em cũng có thể là làm tăng cái tốc độ sạc bằng cách là các anh em tắt những dùng chạy ngầm, tăng cái dung lượng RAM lên này và giảm bộ sáng nè, và cũng như là tắt Bluetooth, tắt Wi-Fi hoặc là tắt những cái kết nối ngoại vi bên ngoài đến cái điện thoại của mình. Mà nếu như vậy thì nó sẽ rất là phiền phức, bởi vì các anh em phải thực hiện rất là nhiều tác vụ. Nhưng mà đối với là ứng dụng Fast Charger này, chỉ cần một cú lích thôi là chúng ta sẽ tối ưu cho điện thoại của mình nó tốt nhất, trong một cái trạng thái tốt nhất để chúng ta sạc cho nó ok, cho nó chất lượng và cũng như là tăng tốc độ sạc siêu nhanh luôn. Thì cái công cụ này nó sẽ hỗ trợ chúng ta từ A đến Z, chỉ cần một cú nhấn thôi. Đó là cú nhấn hồi nãy mình có nói đó, là nhấn vào cái chữ khởi đầu. Cái nút khởi đầu này là tự động nó sẽ tối ưu hết ha. Ngoài ra là nó còn có thêm những cái công cụ như là mình đã nhấn hồi nãy cho các anh em xem này. Bên dưới này, quảng cáo miễn phí đã được xóa rồi này. Đây là ứng dụng đã mod số quảng cáo rồi, do đó nó sẽ không có quảng cáo làm phiền các anh em ha. Các anh em tải trên CH Play thì cứ mỗi lần mà các anh em mở lên thì sẽ có quảng cáo nó hiện lên, nó làm phiền cho các anh em nhiều thứ, rất là phiền phức và trải nghiệm của mình nó sẽ bị ức chế lắm. Việc mà chúng ta sử dụng bản mod này thì nó sẽ ok hơn, trải nghiệm nó tốt hơn. Ngoài ra nó còn có cái phần là báo động sạc, có nghĩa là khi điện thoại của mình nó sạc đầy rồi nó sẽ báo động chúng ta biết. Và có những cái công cụ bên dưới để tăng cái tốc độ sạc này. Thứ nhất là dọn rác này ha, tăng cái bộ nhớ của điện thoại lên để giảm cái tình trạng tiêu thụ điện năng ha. Đây nó sẽ dọn rác cho mình cũng ok. Liệt kê ra những cái data nào trong ứng dụng nào mà chúng ta cần được loại bỏ thì ứng dụng này nó sẽ hỗ trợ dọn rác này, làm sạch tất cả này. Ok, rồi. Giải phóng hơn 2GB ha. Rác nó lâu quá mình không có dọn nó rất là nhiều. Rồi bộ nhớ sạch nè. Đồng ý nè, nhớ cấp quyền nha anh em. Ở đây nó sẽ chuyển qua cái phần là yêu cầu mình cấp quyền. Mình sẽ chọn đến cái phần Fast Charger Pro và sau đó chọn vào và bật nó lên. Quay trở lại ha. Rồi làm sạch nè. Làm sạch hệ thống, hiện tại là cái dung lượng của bộ nhớ của mình quá đầy. Nó hơn 2.63GB nữa. Hồi nãy là 1.9GB mình đã xóa xong rồi ha. Thì bây giờ 2.63GB này mình sẽ làm sạch nó luôn nè. Làm sạch tất cả nè. Đây, rồi chúng ta sẽ tối ưu thêm được. Hồi nãy giờ mình làm sạch cho cái bộ nhớ của mình hơn là 4GB rồi ha. Rồi
flip bo sạch này, cái này cũng không cần thiết. Bộ làm mát CPU nè, làm cho nó mát hơn. Hiện tại cái nhiệt độ của CPU hồi nãy của mình là khoảng là 37 độ C. Rồi mình sẽ cho nó nguội đi, cooler nó đi ha, cho nó mát. Phát hiện sạc nè, nó sẽ báo động cho chúng ta biết là tình trạng của máy cần sạc là khi nào. À, ở đây có phát hiện nguồn, chúng ta tăng tốc lên, nhấn boost nè, sạc không bình thường, dòng điện quá thấp. Biết cái này biết tại sao là thấp không? Bởi vì mình đang kết nối USB qua máy tính và cái nguồn máy tính mà nó chuyển vào điện thoại mình á, thì nó không có đảm bảo một cái nguồn nó ổn định. Và tất nhiên là cái nguồn này nó không đủ cấp để chúng ta sạc rồi. Cái này muốn sạc thì cái này phải cấp vào cái nguồn điện 220 trên cái adapter của mình nha. Chứ mà kết nối qua máy tính thì một số máy tính nó không có đảm bảo cái nguồn điện ổn định ấy. Do đó nó sẽ báo động chúng ta biết là cái nguồn này nó không được bình thường và dẫn đến cái dòng điện quá thấp vào trong đây, ảnh hưởng đến cái thời gian sạc của điện thoại, nó cũng sẽ không tốt nữa ha. Rồi cái phần dòng bên dưới là phát hiện CPS nè, cái này em tắt luôn. Rồi nhấn boost ha để tắt cái CPS để tăng cái tốc độ sạc. Khi mà cái này em cần thiết CPS thì cái này mới mở lên thôi. Rồi độ sáng này thì chúng ta nên bật cái chế độ tự động ha. Chọn bật tới chế độ tự động để cho nó hỗ trợ tu cái tình trạng sạc. Rồi ở đây mình chỉ còn giải quyết cái phần nguồn điện nữa là ok rồi. Là cắm vào cái nguồn điện trực tiếp 220 luôn. Ở đây mình do mình kết nối với là máy tính nên mình không thể nào mà mình găm trực tiếp cho các anh em xem ha. Đấy, đại khái là ở đây mình đã tu được như thế này rồi. À, còn nếu như mà các anh em mà tu thủ công thì nó sẽ rất mất nhiều thời gian và phiền phức. Và những cái anh em nào mà không rành về công nghệ thì cũng sẽ rất là lây hoay cái chuyện này, nó cũng hơi bối rối tí xíu. Nhưng mà nếu mà có cái ứng dụng sạc nhanh Fast Charger Pro này thì tất cả chỉ cần một cú nhấn là khởi động là ok rồi. Là tất cả bên dưới này nó sẽ tự động tu, hoặc là chúng ta sẽ bật vào những cái tính năng này để tự động tu điện thoại tốt hơn. Đấy. Rồi ở đây nó có thêm cái phần nữa. Cái phần bên dưới này là gì đây? Là quản lý ứng dụng nè. Ở đây nó hiện là những cái ứng dụng mà tiêu tốn điện năng như thế nào và đã chạy nền như thế nào. Thời gian chạy nền ra sao thì nó sẽ hiện ra bên trên này để đề xuất chúng ta cân nhắc là có nên là gỡ bỏ nó đi hay không. Bởi vì ứng dụng nào mà chúng ta không xài, cài đặt lâu rồi không xài thì bỏ đi để nó chiếm dụng một khoảng trong CPU, nó cũng sẽ tiêu thụ điện năng rất là nhiều đấy. Cứ mỗi cái một ít thì nó sẽ tốn pin của chúng ta, cho nên chúng ta gỡ nó đi. Tình trạng sử dụng pin nè, nhấn vào sử dụng pin thì nó sẽ ra thời gian phần trăm của pin sạc, và bên dưới này là thời gian cài đặt sạc gần đây và mức độ sử dụng màn hình kể từ lượt sạc. Ôi tá lả luôn. Đại khái thì các anh em có thể xem qua và cân nhắc việc sử dụng pin của mình cho hợp lý ha. Thì về những ứng dụng mà nó tăng tốc độ sạc siêu nhanh cho điện thoại Android thì mình phải nói là đảm bảo với các anh em luôn, hiện nay chỉ có cái ứng dụng là Fast Charger Pro phiên bản mới nhất 2021 này là làm rất tốt cái việc là tăng tốc độ sạc nhanh luôn. Còn những ứng dụng khác thì mình không đảm bảo ha. Nếu như mà các anh em cảm thấy quan tâm cái ứng dụng này thì các anh em có thể là nhấn vào cái link tải bên dưới để tải về và trải nghiệm. Và trong quá trình trải nghiệm, nếu như mà các anh em cảm thấy là có những cái vấn đề gì đấy, như là ứng dụng này chạy bị lỗi hoặc là nó không hiệu quả, hoặc là có những cái vấn đề gì phát sinh, hãy để là bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến để mình cũng như là những cái bạn mà xem video này cân nhắc có xem là có nên quan tâm và trải nghiệm cái ứng dụng này hay không. Và cũng như là chúng ta sẽ có những cái cập nhật mới nhất cho ứng dụng này để có những cái trải nghiệm tốt hơn ha. Rồi, cũng như là khi mà các anh em xem video này, nếu mà các anh em cảm thấy chia sẻ của mình hay hữu ích thì đừng quên cho video này một like và nhấn subscribe đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Để là bình luận bên dưới về những cái ứng dụng mà các anh em đang quan tâm, mình sẽ lưu ý những cái ứng dụng đó và mình sẽ tìm săn lùng và chia sẻ cho các anh em trong những video kế tiếp ha. Rồi, cảm ơn các anh em đã dành thời gian theo dõi hết video này. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những chia sẻ ở cái video tiếp theo ha.